tự nhiên chú công an đụng con à? Có làm gì đâu, chạy chạy từ từ đó chú. Chứ sao ở trong thành phố chú cứ chạy nhanh rồi chú đụng con chắc là hiểu nữa chứ. Khổ chú ghê rồi chứ. Rồi thôi mình đi tiếp nào, tha cho chú công an đó nha. Không là con mét chú công an rồi. Rồi bây giờ mình sẽ rẽ trái các bạn. Khổ ghê, đó có chiếc xe khách Hyundai nữa nè. Hello bạn, hello tài xế. Ui chỗ này nó chạy xe lạng lách đánh bẩm, ôi chết mẹ vượt đèn đỏ luôn vậy. Thôi kệ, chú công an chắc sẽ tha cho mình. Dẫn mình tha cho chú công an vậy đấy. What the hell. Rồi đi tiếp các bạn. Ờ đây à. Đây là con xe khách nha. Ui trời ơi, nó chạy lên lề luôn nè. Phải cả nồi. Watch out. Đó, tao cho công an đụng qua hoài cho con có làm gì chú đâu. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Vy Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với một cái series. Đó là review game trên điện thoại. Và hôm nay mình cũng xin giới thiệu đến tất cả các bạn một trong những cái tựa game mới và chơi được trên điện thoại hoàn toàn miễn phí luôn. Và cái tựa game này nó rất là đặc biệt. Đặc biệt như thế nào thì từ từ mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Nhưng mà mình cũng bật mí sơ sơ là trong game này các bạn có thể là trải nghiệm rất là nhiều xe ở Việt Nam, kể cả xe khách hay là xe hơi hay là tất cả các loại xe chuyên dụng của cảnh sát hay là cứu hỏa này nọ đấy. Đó thì cái tựa game này nó của Hàn Quốc nha các bạn. Thì cái tựa game này nó đọc là 3D cái gì quên rồi, để mình hỏi cho chị Mai cái này đọc sao quên rồi. Cái gì Un Chong Kim vậy đọc sao? Un Chong Kim không? Đọc sao? Un Chong Ke Im. À, ok. Đấy, chị Nhật Mai mấy em rất là gành tiếng Hàn Quốc nha. Năm nay cái game Hàn Quốc này hỏi là hợp lý luôn. Vậy là cái tên nó đọc là 3D Un Chong Ke Im gì đó các bạn hả? Thì nói chung là cái này nếu mà dịch ra tiếng Việt nó là game trò chơi lái xe 3D thôi, kiểu là vậy. Đó. Thì nói chung cái game này hoàn toàn là tiếng Hàn Quốc thôi nha các bạn, nên là các bạn nào mà gọi là biết tiếng Hàn Quốc á thì chơi nó dễ, còn không biết thì cứ xem cái clip hướng dẫn của mình. Đó, và mình cũng có để cái đường link tải ở phía dưới cho các bạn nào thích thì tải về chơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhá. Vào thì cái này thì mình cũng muốn hỏi chị Nhật Mai sơ sơ về mấy cái mục này rồi. Đó, thì mình cũng biết sơ sơ thôi chứ mình cũng không dịch được nha các bạn. Cái mục đầu tiên này là cái mục chọn xe nè. Khi các bạn vào nó sẽ hiện cái màn hình như thế này. Thì chúng ta có cái mục đầu tiên là cái mục chọn xe. Thì chúng ta sẽ cùng nhau vào coi xe nha các bạn. Đây. Thấy gì cho các bạn? Quen không? Quá quen luôn. Thì là con Hyundai Univer phiên bản ghế ngồi của Hàn Quốc nha các bạn. Đó. Ông nào đam mê lái xe khách mà không có tiền mua game Bus Simulator Việt Nam có thể là chơi game này để lái xe khách. Chúng ta có Hyundai Univer nè. Để coi tiếp theo vậy. Đây là mấy skin khác nè các bạn. Có cả skin của Kumho Samco nữa nè. Kumho Bestline nè các bạn, bản Hàn Quốc luôn. Để coi coi. Đây là một con xe tải của Hyundai nha, xe tải nhỏ nha các bạn. Còn đây là một con xe Ben. Để coi tiếp. Ui, con này là các bạn nào mà ở Sài Gòn ấy thì các bạn biết mấy cái chiếc xe Beat màu xanh dương không? Là con này đó các bạn. Bên Hàn Quốc nó cũng chạy con này luôn à. Ồ, kiểu là khách có ghế ngồi này, phải có mấy cái đồ để đứng ấy các bạn. Khách đứng được các kiểu ấy. Đây là một con Kia nhá. Đó. Kia mà Kia gì cũng không rõ nữa. Này là phiên bản Kia Taxi. Đây là con Mercedes nè. Đây là con cứu hỏa các bạn. Và con cứu hỏa trong này là nó sử dụng bắn nước được các kiểu cứu hỏa được luôn. Dù chỗ nào mình bị cháy ấy, là đem xe cứu hỏa lại gọi là sao ta, gọi là bắn được. Đây mình có thể điều khiển cái cứu hỏa được nè. Nó lên xuống các kiểu nè, qua lại rồi nè. Đó, đã không? Để anh coi cái còn xe gì nữa. Đây là con gì cũng chả biết nữa. Có một con Hyundai 4 chỗ nè. Con này là Elantra gì đấy. Con mình không gành con này cho lắm. Ui, đây là con phiên bản cảnh sát nha. Cảnh sát trong này không biết là có
bắt cướp đồ các kiểu được không ta? Ui, đây là con Hyundai County nha các bạn. Hyundai County Việt Nam chạy cũng rất là nhiều luôn. Một số phiên bản khác nè, skin khác ấy. Đó, có đầu kéo luôn nha các bạn, có một con đầu kéo luôn Hyundai nè. Các bạn biết Hàn Quốc ấy là cái nước nó sản xuất cho Hyundai với lại là Kia các kiểu. Nên là các bạn biết là xe, mấy cái xe Hyundai Kia trong game này cũng rất là nhiều. Giống như Việt Nam mình có VinFast gì đây, kiểu là vậy. Ui, có xe bò đó nè, Lamborghini đó các bạn. Ui, xịn sò thật sự. Một con SUV 7 chỗ của Hyundai luôn. Quay lại con cảnh sát, taxi. Thôi, chắc bây giờ mình lấy con xe khách đi, cho các bạn chờ mình chạy xe khách thôi đúng không? Rồi, mình sẽ lấy xe khách. Thì cho có một chọn xe, thì có một thứ hai thì chúng ta sẽ vào chơi luôn. Còn một thứ ba đây là cái một hướng dẫn. Các bạn nào không biết cách chơi thì có thể vào một hướng dẫn này. Nhưng mà nó cũng hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Hàn nè các bạn cũng chả hiểu đâu. Nên thôi, nói chung xem clip tôi là chắc cú. Trên này chúng ta sẽ có một cái mục cài đặt nhá. Các bạn click vào đây, nó sẽ có rất là nhiều cái cài đặt trong này. Nhưng mà tôi cũng chả biết là cài đặt cái gì, nhưng mà các bạn quan trọng cái phần NPC thôi. NPC tức là cái check fit xe, ví dụ các bạn muốn đâm xe thì các bạn kéo lên cao, còn muốn ít xe thì kéo xuống thấp. Tùy theo cái máy các bạn có mạnh hay là yếu đấy. Kiểu vậy, mình sẽ kéo tầm 1/3 là ok nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào lay luôn nhá. Vào game. Ui trời. Ui. Lost game rồi các bạn. Con nó lost game kìa. Trời. Tự nói gì vậy? Ok, mình đã vào game rồi nha các bạn. Để mình tắt máy mình giới thiệu. Đây là cái toàn cảnh màn hình của cái game này, nó rất là nhiều chi tiết. Và cái game mà mình đánh giá thì cái đồ họa nó cũng chưa có đặc sắc cho lắm, nhưng mà mình thấy cũng ok rồi các bạn. FPS nó cũng khá là cao, trên 30 là ok rồi. Đó, chúng ta sẽ có một số bên góc trên bên trái thì có cái đồng hồ km nè, một có cái đồng hồ xăng nè, với lại là một cái hộp số nó để bên này nha các bạn. Đây là hộp số tự động BGND. Bên này sẽ có một số tùy chọn nè, cái này để mình nói sao. Vô lăng thì mình sẽ nằm ở đây, vô lăng Hyundai nè. Các bạn có thể là đánh vô lăng ở đây. Đó. Một số nút này như là chìa khóa nè, đề máy nè, thắng tay nè, đèn nè. Đèn nè các bạn. Cái này là gì ta? Cái này là như là sửa xe sao? Trường hợp xe bị hư là bấm vô đây nó sửa hay sao ấy. Bản đồ đây các bạn. Chúng ta có cái bản đồ đây. Chết cha, vào sao thoát ra đây. Rồi. Cái này là chúng ta sẽ set đến một cái địa điểm nào đó hay sao ấy. Đây là cái bản đồ nha các bạn, click vào để xem, bản đồ bự lắm luôn ấy. Cái ở trong thành phố này mình đang đậu ở đây nè, cây xăng nè. Ủa nó bự lắm, cái này như có thi xa hình đồ nữa cái gì ấy. Có đường núi đồ nữa nè. Thì các bạn từ từ vào đây để mò hết cái bản đồ này nhá. Đây là ga nè, thắng nè, đèn nhan qua trái qua phải nè. Đèn cảnh báo nè, và đổi góc nhìn đi nha các bạn. Góc nhìn trong này, chúng ta có cũng khá là nhiều góc nhìn nhưng mà không có góc nhìn thứ nhất. Góc nhìn từ bánh xe nè, góc nhìn đằng sau nè. Đó. Và một điều đặc biệt nhất của game này mình rất là thích luôn, đó là cái chế độ đi xuống xe các bạn. Xuống xe được, bấm vô đây nè các bạn. Đó, đây là cái thằng nhân vật của mình nè các bạn. Đó, các bạn có thể là lên xe xuống xe nhân vật này được. Có zoom là nhảy lên nè, và cái nút này là vào xe lại nha. Đây là nhân vật của mình. Khi các bạn chơi, các bạn muốn chụp hình với xe, các bạn có thể là đứng như nè, chụp hình với xe, các kiểu up lên group của chuồng khỉ của Nguyễn Quý Gamer, đồ các kiểu. Đó, đây là nhân vật của chúng ta nha. Đó, bây giờ mình lên xe lại đi các bạn. Ok. Đó. Rồi, thôi chúng ta bắt đầu trải nghiệm nữa các bạn, để tránh mất thời gian. Rồi bây giờ sẽ nói hướng dẫn chúng ta là đề máy lên trước nè. Rồi hạ thắng tay. Khi một cái tính năng nó đã hoạt động là nó sẽ sáng lên nha các bạn. Rồi hạ thắng tay, kéo về số D. Rồi chúng ta sẽ chạy thử nha. Đó, có cần đổ xăng không ta? Xăng hiện tại là đang đầy nha các bạn. Quên mình sẽ nói về cái phần cài đặt này cho các bạn biết sơ sơ. Phần cài đặt này thì chúng ta khi mà vào tùy chọn, chứ chúng ta có thể là thay đổi về cái tùy chọn về bánh xe nè. Cái này là phần hỗ trợ lái là cái gì mình cũng không rõ nữa. Còn này là cấu hình. Cấu hình thì nói chung mấy cái này thì mình nói cho các bạn biết thôi, chứ các bạn vô mò thì mình cũng chưa có mò. Đây là màu sắc. Còn đây là khi mà các bạn xài xong thì các bạn có thể là xếp nó lại. Ok, chỉ là vậy thôi, cũng chả có gì. Rồi đi thôi. Từ từ, bây giờ mình sẽ đánh vô lăng như này cho các bạn xem nó thực tế nha. Các bạn có thể là đổi bằng cái phím đánh nó cũng dễ nữa. Còn mình đánh vô lăng cho các bạn xem nó thực tế hơn ấy mà. Rồi giờ mình sẽ chạy ra ngoài. Nói chung game này thì nó cũng chả có nhiệm vụ gì các bạn. Chủ yếu là mình trải nghiệm lái xe thôi. Trải nghiệm lái xe trong này thôi. Cái map này nó cũng làm theo cái khung cảnh của Hàn Quốc luôn. Nhưng mà... Ây da! Sao cho con mang đụng con?
Mày ơi, tôi với chú công an đụng con à. Con làm gì đâu, chạy chạy từ từ đó chú. Chứ sao ở trong thành phố rồi chú cứ chạy nhanh rồi chú đụng con chắc là hiểu đó chứ. Khổ chú ghê rồi chứ. Rồi thôi mình đi tiếp nào, tha cho chú công an đó nha, không là con mét chú công an rồi. Rồi bây giờ mình sẽ rẽ trái các bạn. Khổ ghê, đó có một chiếc xe khách Hyundai nữa nè. Hello bạn, hello tài xế. Ui chỗ này nó chạy xe lạng lách đánh bẩm. Ôi chết mẹ, vừa đèn đỏ luôn rồi. Thôi kệ, chú công an chắc sẽ tha cho mình, giống mình tha cho chú công an vậy đấy. Rồi đi tiếp các bạn. Ờ đây à. Đây là con xe khách nha. Ui trời ơi, rồi nó chạy lên lề luôn nè. Phải cả nồi nữa. Sao chú công an đụng vô hoài vậy, con có làm gì chú đâu. Khổ quá mà, chú công an đụng banh đứt con luôn rồi nè. Chú rền xe cho con đi, mình sửa xe rồi nhá. Đây mình sửa xe. Ui xua, sửa phát gọi là xe hết hư luôn các bạn. Đó, mình chạy con này thấy gồ ghề quá. Nói chung là con này là xe khách nha, bây giờ mình thử đổi con xe khác nè. Ừ, ơi chạy con này xong mấy chú đụng hoài. Đổi mình sẽ đổi xe nào gọn gọn thôi. Mình đổi xe Lambo đi, như nãy có con Lambo đúng không? Ok, chọn thử con Lambo này chơi thử coi. Ok. Rồi, vô. GPS để mình setting qua cái đâu rồi ta? Cái phần mà lái đâu mắc bà nó vậy. Đây các bạn, chúng ta sẽ có mấy cái mục setting về cái thay đổi cái cách lái nè. Mình sẽ chọn về cái phím cho nó dễ lái. Ok. Rồi lưu lấy đâu trời. GPS rồi được rồi nè các bạn, nó đã lưu lên rồi. Bây giờ mình sẽ hạ thắng tay xuống, vô số D. Rồi, vô. Vô lăng thì mình hơi khó lái quá. Ui, nghe được tiếng bô các kiểu luôn kìa các bạn. Rồi, ui, ngon. Ê, ơ sao đạp thắng không ăn nha. Ờ à, quên, mình về số G luôn lại. Khổ lắm các bạn. Rồi, ok, về số D nha. Nãy đạp thắng không ăn. Ồ, tiếng máy vãi cả nồi. Vượt luôn. Ê, ui trời đất ơi, khổ ghê. Ôi trời ơi, nó chạy leo lên xe mình luôn kìa, cái thằng xe này vãi cả nồi. Để mình đuôi lại. Xuống xe tôi, xuống khỏi xe tôi, cái thằng xe này. Cái game tấu hài vãi liền vậy. Ra coi, ra khỏi cái xe tôi coi. Rồi, nó ra khỏi xe mình nè các bạn. Từ từ, mình không biết đường mình đi luôn rồi các bạn ơi. Để mình mở bản đồ lên coi mình đang ở đâu. Ở đây đúng không, bây giờ mình sẽ rẽ bên bên phải để đi xuống. Ok, ra phải nha. Khỏi vừa đèn đỏ vậy chứ, nó mệt quá. Mình chạy xuống cái đường núi coi. Vô. Đâu ta, cái đường núi đó. Ê, đã thắng rồi. Ủa này như là xuống cao tốc nè mấy bạn. Ủa sao tôi chạy tới đây luôn rồi. Mình quay lại. Mình tính lên cái núi này thử nè. Quay lại. Rồi, lui lại. Xuống đê. Rồi, quay lên núi lại. Đường này đúng không? Ê, còn thắng không ăn nữa. Phải ta đây coi bản đồ này coi. Đúng rồi. Hợp lý. Rồi. Đó, có cái đường lên núi nè các bạn. Các bạn nào đam mê đi đường. Ui, lái khó thiệt sự. Ai giờ mình sẽ lên núi nha. Bữa nay là Lamborghini lên núi nha. Mấy con gọn thì chạy cho nó khỏe, chứ lấy xe khách chạy nó hơi cực. Nói chung lái thì lái vẫn được, nhưng mà nó hơi cực thôi. Uầy, đi đường núi nha. Uầy, vẫn có tiếng nổ bô rồi các kiểu. Khi đạp thắng nè. Rồi, dạ. Ây da. Ôi trời, cái xe tôi nó banh chành hết rồi quá. Chưa sao. Nổ bô rồi các kiểu nữa. Đó.
ôm cua. Lamborghini ôm cua. Go. Ây da da. Ui da trời. Thôi dính trên núi thì mình đổi xe khác đi các bạn. Ừ, lấy con khác chạy. Để mình ra mình lựa một con Lambo chạy rồi đúng không? 7 chỗ, cảnh sát. Lấy thử con xe khách trong thành phố á, con này nè. Ok, chạy thử con này nha. Rất là nhiều xe các bạn chạy trong này, trải nghiệm từ từ nha. GPS가 연결되었습니다. Rồi hạ thắng tay. Con này có vô cabin rồi. Ủa con này vô cabin được nè. Ồ thế là tùy xe nha các bạn. Các bạn xem á, con nào mà nó cái kiến mà các bạn nhìn vô được tài xế trong này ấy là sẽ gọi là vào góc nhìn thứ nhất được chứ không phải là không nha. Rồi giờ mình chạy cái đi. Cái này rước khách được không ta? Ồ mở cửa được nha, mở cửa được nha. Đây là mở cửa nè. Mở cửa trước nè. Mở cửa sau nè. Đó, đóng cửa lên nè. Đó, xịn chưa, xịn chưa. Rồi ok. Rồi, trời. Các bạn coi con xe buýt nó ôm cua nè. Nó lạng phải trưởng. Để mình coi GPS coi bây giờ mình đi đâu nha. Này là đường lên núi nè. Cái này là lên cái gì đấy? Đây là xuống. Xuống chỗ cái này giống nó kiểu như sân bay đó các bạn. Nó kiểu giống như sân bay vậy đấy. Cái sân bay mà. Này là đâu? Bây giờ mình thử ra sân bay thử coi. Để mình chạy ra ngoài này coi nó là cái gì nha. Ok đi thôi, let's go. Vô cabin ngồi luôn nè. À, làm sao để tắt bớt mấy cái hiển thị trên màn hình này ta? Đèn đỏ đi luôn. Sợ gì đèn đỏ, không có kèn hết ta. Ồ xe như không có kèn. Ồ game rất là mượt nha các bạn. Vô rồi rẽ phải luôn các bạn. Nhanh phải nè. Rồi. Ủa sao nhanh không được. Rồi chạy thẳng luôn. Có mấy cái các bạn thấy nhìn đi, nó có mấy cái cửa hiệu khá là nổi tiếng của Hàn Quốc luôn, ví dụ như Samsung nè, Lotte nè, McDonald's nè, Paris cà phê nè, một số cái quán ăn của Hàn Quốc cũng khá là nổi tiếng. Ở chết cha, mình đi nhầm đường rồi, lạng vô đây mới đúng. Tôi lên lề chạy luôn các bạn. Ơi chết cha rồi, đụng vô đây luôn rồi. Từ vô số G. Rồi. Cái này là cao tốc nha các bạn. Đường dưới này là cao tốc nè. Bây giờ mình chạy qua một cái cầu. Này là đi đâu trời? Phải vô sân bay không ta? Hình như là đúng rồi bạn. Ui vô sân bay thiệt các bạn. Đó. Đây là sân bay bên Hàn Quốc nha. Bạn nào muốn bay về Việt Nam thì lên sân bay này nha. Ngoài đây là chiếc máy bay Boeing hay là con airline để bự vãi nồi. Đây là con sân bay hay nữa nè. Con này America, con này là bay qua Mỹ nha các bạn. Ồ đây là tổng sân bay nè các bạn. Ôm cua. Đúng ra cái xe này nó chạy trong sân bay mới đúng. Hình như là vậy. Con xe này như là chở khách trong sân bay nè. Hoặc là chở khách ở ngoài vậy đấy. Có này là cái nhà ga nè. Rồi hành khách đã đến sân bay rồi nhá. Rồi để mình chạy ra lại coi. Có máy bay bay luôn ta. Để mình chạy ra xích ở ngoài thứ nữa coi ở ngoài đó là cái gì nhá. Cái map trong này nó load hơi lâu. Các bạn chạy tới địa điểm nó mới load. Nè cái đường băng nè các bạn thấy không. Đây có cái đường băng nè. Rồi hết sân bay rồi, tới đây là hết. Đây là đường băng nè. Con này ôm cua mạnh quá, nó có lật không ta. Rồi thôi chạy ra coi cái nhà ga cái đi các bạn. Kìa con này của tổng thống Mỹ nè. Con này của tổng thống Mỹ nè. United Star America gì đấy. Con đó của tổng thống Mỹ đấy. Ê ơi. Đây là cái nhà ga nha các bạn. Nhà ga. Trong này sao không thấy người ta đi bộ rồi ta.
các bạn có thể là xuống nhà ga chơi nhá. Hồi nãy mình quên xuống mình đứng coi máy bay. Rồi cái này là ra khỏi sân bay rồi. Cái map này nó cũng nhỏ, tương đối nhỏ thôi các bạn. Vậy là dưới này là cái sân bay nha các bạn. Bên đây là đường lên núi nè, có một cái cao tốc, đường cao tốc nè. Các bạn có thể là dùng cái đường đó để test cái tốc độ xe cũng được. Như là có cái đường kể cả xe lửa nữa nè. Dưới này là một số cái gì nữa. Ok, bây giờ mình sẽ thử một cái con xe khác đi. Rồi để mình chạy khám phá một phát nữa. Ok, out ra. Giờ mình lượm con khác nha. Xe khách mình đã chạy rồi. Kia này cũng bình thường thôi. Chạy thử cứu quả không ta? Chạy thử con cứu quả rồi coi. Rồi ok, lắp vào game chạy thử con xe cứu hỏa rồi nha các bạn. GPS가 연결되었습니다. Rồi hạ thánh tay vô số D để mình mở cái bản đồ lại coi. À, đây. Bây giờ mình sẽ lên thử đường lên núi. Lên thử trên này nha các bạn. Coi là cái gì nhá. Đi. Con này vô cabin không được. À có mở còi hú được nè. Hay là cứu hỏa cho nó xịt nè. Đó, xịt cũng xịt chỗ nào là xịt chỗ đó. Xịt rửa xe này luôn. Ồ, con này mở còi hú được. Ra ra cho lực lượng cứu hỏa đi đi. Con này là một xe của 119 nha các bạn. Còn Việt Nam mình là 115. À đây đây là đường gây xe lửa nè. À đây là cái bến cảng các bạn ơi. Đây là bến cảng, tắt mẹ cái còi hú đi, còn vãi trường. Như vậy là cái khu vực trên này là bến cảng nha. Bến cảng có thể là lấy xe tải ra đây chở hàng ấy. Rồi chạy ra ngoài coi. Đó. Ui có cái dốc để lên nữa nè. Ui lấy mấy con xe hơi ấy, bay luôn được đấy các bạn. Lên cái dốc này phát bay lên trên đó luôn ấy. Ơ sao không chạy lên. Kìa. Chạy lên. Sao lên hết nổi rồi. Như vậy là phải có chớn lên nha các bạn. Để mình lấy con cứu hỏa mình bay thử coi. Ôi bị mắc kẹt rồi. Rồi bị mắc kẹt đấy luôn rồi. Nó bị kẹt cái đít hay sao ấy. Rồi luôn rồi. Rồi nó bị mắc kẹt bạ luôn rồi. Ui vãi chữ cái từ game các bạn ơi. Bây giờ chạy lên không được mà chạy xuống không sao. À nó bị mắc kẹt cái đít nè. Cái đít không đi được nè. Mấy ông thấy không. Cái đít bây giờ nó dính đi luôn rồi. Vãi cả nồi. Thôi cái từ game này mình trải nghiệm sơ như vậy thôi. Các bạn cứ từ từ mà tải về và tìm hiểu với mình. Mình có để cái đường link tải phía dưới cho các bạn đấy. Và các bạn nào thấy video này của mình hay, đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký phía dưới để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và các bạn muốn mình làm những cái từ game nào tiếp trên điện thoại nữa thì cứ comment cái tên từ game đó, mình sẽ trải nghiệm trong các tập tiếp theo cho các bạn xem. Ok, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem livestream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập fanpage Nguyễn Quý Gamer, bấm thích và theo dõi nữa nha.